Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 9 năm 2014 là thời điểm lịch sử của bóng đá Việt Nam khi chúng ta có một chiến thắng thần thánh đã đi được vào ký ức của hàng triệu người hâm mộ môn túc cầu nước nhà. Hãy cùng Rồng Vàng Bóng Đá ôn lại những kỷ niệm đẹp này. Ngày 8 tháng 5 năm 2014, Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam chính thức ký hợp đồng với huấn luyện viên Miura. Ông thầy người Nhật Bản hưởng mức lương 10.000 đô một tháng, kéo dài trong 3 năm. Còn khá xa lạ với ông thầy xứ sở mặt trời mọc, nhiều người đã tỏ ý kiến là nghi ngờ khả năng của vị huấn luyện viên này. Ngay cả khi vào ngày 2 tháng 7, Việt Nam đã có chiến thắng hủy diệt trước Myanmar trong một trận giao hữu, thì niềm tin với ông Miura vẫn chưa thật sự lên cao. Trên sân Bình Dương khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Toshiya Miura đã ngay lập tức có chiến thắng đầu tay hoành tráng với tỷ số 6-0 trước Myanmar. Hat-trick của Công Vinh, cú đúp của Hải Anh và bàn còn lại của Văn Quyết đã báo hiệu một triều đại thành công của ông Miura với bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là vào tháng 9, ông Miura dẫn dắt Olympic Việt Nam thi đấu tại bảng H ASEAN 14 gặp những cường địch như là Iran, Kyrgyzstan, thì giới truyền thông và chuyên gia đều không đánh giá cao khả năng vào vòng loại trực tiếp. Thế nhưng huấn luyện viên Miura cùng với các học trò của mình đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ở trận mở màn gặp đội bóng mạnh bậc nhất châu Á là Iran, thì Mạc Hồng Quân và các đồng đội đã giành chiến thắng tới 4-1 ở trên sân vận động Ansa, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Chiến thắng này đã giúp thầy trò huấn luyện viên Miura xé toang mây mù để bước ra ánh sáng. Kể từ thời điểm này, chân dung một huấn luyện viên tài năng và cá tính đã dần lộ rõ. Những ai không xem trận đấu mà chỉ nghe kết quả thì có lẽ còn đang tưởng là mình nhận được một lời nói dối vụng về. Nhưng không, ở các phút 24, 28, 69 và 82, quả thật Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn và Hoàng Thịnh đã ghi những bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Iran chỉ có duy nhất một bàn thắng nhờ công của Mosaman ở phút thứ 66 trên chấm phạt đền. Trong chiến thắng này, Việt Nam đã chơi cực kỳ táo bạo và hưng phấn ngay từ những phút giây đầu tiên và không hề bị tầm vóc của đối phương dọa sợ. Và càng chơi thì Việt Nam càng thăng hoa, không hề có dấu hiệu cạn thể lực, trong khi Iran đã thực sự vỡ trận, sa sút về mặt tâm lý trong chính vầng hào quang vượt trội của mình so với đối thủ gần như là vô danh ở châu lục. Sau trận đấu, huấn luyện viên Olympic Iran là ông Vingada đã cay đắng thừa nhận rằng: "Trước trận tôi đã từng nói rằng Việt Nam là một đối thủ rất khó vượt qua và thực tế đã chứng minh điều đó. Các bạn chơi gắn kết và tổ chức hơn hẳn chúng tôi. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. Có những thời điểm tưởng rằng là chúng tôi có thể giành chiến thắng nhưng các bạn vẫn đá tốt. Thủ môn và tiền đạo của các bạn đã thi đấu rất ấn tượng. Tôi đặc biệt e ngại cầu thủ mang áo số 9 là Mạc Hồng Quân." Ngay cả huấn luyện viên Miura cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Ông tâm sự rằng: "Tôi thật sự hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam. Trước trận đấu tôi tin rằng là chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt, nhưng thật không ngờ là hiệp 1 chúng tôi đã có tới 2 bàn để vươn lên dẫn trước. Sau khoảng thời gian đầu hiệp 1 thì chúng tôi thi đấu cực hay và đó là điều giúp cho chúng tôi thuận lợi trong thời gian sau đó. Ra sân chúng tôi đã chơi với sơ đồ 3-6-1 nhưng các cầu thủ đã cho thấy sự thích nghi tuyệt vời. Tôi không chỉ đạo Mạc Hồng Quân chơi lôi kéo và mạnh dạn đột phá mà chỉ nói là thi đấu như những gì anh đã có. Và phải nói là màn trình diễn của Mạc Hồng Quân hôm nay là tuyệt vời." Ở trung tâm báo chí ASEAN hôm ấy, cánh truyền thông Iran đã thẫn thờ và dường như nổ tung vì uất ức bởi màn trình diễn của đội nhà. Đã có những phóng viên Iran thốt lên rằng: "Chúng tôi đã bị làm nhục bởi một đội bóng chưa từng có thành tích gì đáng kể, đó là Việt Nam. Và giờ đây không thể xem bóng đá Việt Nam là những chú lùn nữa. Họ đã thi đấu bằng cả trái tim nóng và cái đầu lạnh. Không riêng tôi mà cả số ít cổ động viên Iran có mặt ở Ansan lúc đó cũng không thể ngờ rằng Iran lại có thể sụp đổ một cách bạc nhược như vậy. Nhưng đúng là họ không thể chơi tốt khi gặp một đội còn chơi tốt hơn nhiều như là Việt Nam." Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn đã cực kỳ hào hứng. Ông hãnh diện chia sẻ rằng cả AFC đều rúng động vì chiến thắng của Việt Nam. Cả ban điều hành bóng đá ASEAN như bật cả dậy và reo lên khi nghe tin Việt Nam chiến thắng Iran tới 4-1. Họ đều nói rằng kết quả này thật đáng tự hào và vẻ vang. Tôi liên tục nhận được những lời chúc mừng đến mức cả đêm qua lâng lâng không ngủ được. Huấn luyện viên Kiatisak của Thái Lan khi đó cũng dẫn dắt Olympic Thái Lan dự giải và ông ca ngợi rằng thật tuyệt vời khi nghe tin Việt Nam thắng đậm Iran. Điều đó sẽ khích lệ chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi thực sự ấn tượng với kết quả này. Bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình tích cực và kết quả này là thành quả xứng đáng. Các bạn đã đem lại niềm tự hào cho bóng đá Đông Nam Á. Còn huấn luyện viên Ong Kim Sui của Malaysia thì cũng đã phải thốt lên rằng
Tôi nghe tin Việt Nam chiến thắng Iran tới 4-1 mà như sét đánh ngang tai. Thật là diệu kỳ. Tôi biết bóng đá Việt Nam rất tiến bộ trong thời gian gần đây khi mà các bạn tổ chức rất nhiều giải trẻ và chăm chút đầu tư đúng hướng. Nhưng để thắng được đội bóng lớn như là Iran là điều không hề dễ dàng. Chúng tôi ra quân và cũng đã thua Hàn Quốc 0-3. Tôi thành thật khen ngợi các bạn. Rất nhiều huấn luyện viên các đội bóng tham dự giải năm ấy đều lên tiếng ca ngợi Việt Nam, đặc biệt là những đội bóng cửa dưới. Vì chiến thắng ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Miura chính là động lực tinh thần cho họ chiến đấu với các đối thủ mạnh hơn. Nhưng hành trình của bóng đá Việt Nam tại ASEAN 2014 chưa dừng lại ở đó. Ở trận đấu sau đấy gặp Kyrgyzstan thì chúng ta cũng đã thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Minh Tuấn ở phút thứ 63 trên chấm 11m. Với hai chiến thắng, Việt Nam đứng đầu bảng H để vào vòng loại trực tiếp. Đáng tiếc là ở đây khi gặp UAE thì chúng ta đã thua 1-3 và phải dừng cuộc chơi. Người ghi bàn danh dự cho thầy trò huấn luyện viên Miura ở trận cuối cùng đó là Huy Hùng ở phút thứ 87 của trận đấu. Dù không thể đi tiếp nhưng kỳ ASEAN năm ấy cũng là đủ hạnh phúc với bóng đá nước nhà, đặc biệt là chiến thắng chấn động trước Iran. Trong thành phần của đội tuyển Việt Nam hiện nay chỉ còn hai nhân chứng lịch sử cho chiến thắng kể trên, đó là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Huy Hùng. Cả hai cầu thủ này hiện đang là trụ cột không thể thiếu trong sa bàn chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vai trò thủ lĩnh của Quế Ngọc Hải nơi hàng phòng ngự áo đỏ là không cần phải bàn cãi. Trong suốt hành trình từ AFF Cup 2018, giao hữu và mới đây là trong trận đấu với đội tuyển Iraq thì trung vệ gốc Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thi đấu điềm đạm, không còn những pha bóng tiểu xảo, cầu thủ số 3 của đội tuyển Việt Nam còn mang đến sự yên tâm trong những pha không chiến cũng như là luôn đưa ra những cú tác bóng chính xác và kịp thời. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh còn thường xuyên đọc tình huống rất nhạy bén và hỗ trợ bọc lót cho các vị trí rất kịp thời. Gần đây thì nhớ về chiến thắng lịch sử trước Iran, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng đã tâm sự rằng: "Nói thật là chúng tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể chiến thắng được hay là thắng đậm đến như thế đâu. Trước trận thì thầy bảo cả đội phải cố gắng thi đấu hết mình, thi đấu thật tốt vì màu cờ sắc áo đã. Thầy bảo là đối thủ mạnh cho nên ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng ta không thể để thua về tinh thần. Trước tiên thì cứ đá tập trung, nếu giành được điểm thì rất tốt. Nhưng không ngờ trong hiệp 1 thì đội lại trình diễn một lối đá và tổ chức trận đấu tuyệt vời như thế và giành thắng lợi ngay từ trong hiệp đầu tiên. Iran là mạnh thực sự. Iran khi ấy thể hình và thể lực đều rất tốt. Đến Asian Cup 2019 vừa rồi thì chúng tôi đã gặp lại rất nhiều người trong số họ. Họ đều chuyển lên khoác áo đội tuyển quốc gia Iran và gặp lại tuyển Việt Nam của thầy Park Hang-seo. Và tôi nhớ những người đó, họ thật sự là những người rất mạnh." Còn Huy Hùng thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nhắc tới nhiều cái tên này sau khi anh ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận hòa 2-2 trước đội tuyển Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil giữa tháng 12 năm 2018. Bên cạnh đó thì những đóng góp về mặt chuyên môn của tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Quảng Nam nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam là vô cùng giá trị. Ngoài khả năng cầm trịch thế trận, anh còn là một chốt chặn từ xa rất đáng tin tưởng. 5 năm đã trôi qua, hai nền bóng đá Việt Nam và Iran cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Với những ngôi sao vàng thì họ đã vươn mình xưng vương tại Đông Nam Á và tạo ra những bất ngờ ở các giải đấu trẻ. Còn Iran thì đang dần chứng tỏ được đẳng cấp của họ đã bước ra thế giới. Ở World Cup 2018 vừa qua, đội tuyển Iran đã rời nước Nga sau vòng bảng với tư thế ngẩng cao đầu khi đã có tới 4 điểm sau trận thắng Maroc và một trận hòa trước đương kim vô địch Euro là Bồ Đào Nha và chỉ thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha. Nhắc về ký ức ASEAN 2014 và hai nhân chứng lịch sử kể trên để thấy rằng trong bóng đá không phải cứ đội bóng nào được đánh giá mạnh hơn là nghiễm nhiên sẽ giành chiến thắng. Nhắc được ký ức ngọt ngào ấy để tin rằng là đội tuyển Việt Nam đã có một chỗ dựa về quá khứ để có thể tạo nên được một cơn địa chấn tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022. Vinh quang ASEAN 2014 đã mang về cho huấn luyện viên Miura rất nhiều sự tôn trọng và kính nể. Đây là cơ sở quan trọng để ông thầy người Nhật tiến hành cuộc cách mạng nhân sự ở đội tuyển Việt Nam. Một nửa đội hình đá chính tại AFF Cup chính là những tân binh hoặc cầu thủ trẻ. Nguyễn Trọng Hoàng không được dự giải, Anh Đức thì theo dõi trận đấu từ khán đài, còn đội trưởng Tấn Tài thì dự bị, còn Công Vinh thì phải mất rất nhiều thời gian mới được vào sân. Hình hài tuyển Việt Nam được ông Miura định hình lại toàn bộ. Chính từ đây thế hệ mới của bóng đá Việt Nam với những Huy Toàn, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Huy Hùng đã xuất hiện. Những tài năng này về sau cũng đều có mặt trong danh sách triệu tập lên đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Park Hang-seo để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong và ngoài khu vực.
Thắng lợi trước Malaysia ở lượt đi bán kết AFF Cup 2014 đã giúp cho tuyển Việt Nam đặt một chân vào chung kết, nhưng bi kịch đã diễn ra tại Mỹ Đình đêm 11 tháng 12 năm 2014. Hàng thủ dưới sự chỉ huy của Phước Tứ đã có 90 phút đáng quên ở trong sự nghiệp. Họ để thủng lưới tới 4 bàn và khiến cho tuyển Việt Nam chịu thua 2-4. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Miura đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Đây cũng là khoảnh khắc đáng buồn nhất của chiến lược gia người Nhật với bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Toshiya Miura đã có hơn 2 năm nắm quyền ở Việt Nam, quãng thời gian chỉ kém huấn luyện viên Callisto và huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên phương diện thành tích thì huấn luyện viên Miura cũng chỉ đứng dưới hai vị chiến lược gia này cùng với huấn luyện viên Alfred Riddle, đồng thời trội hơn những chiến lược gia khác ở trong lịch sử. Dù vậy thì khác với huấn luyện viên Alfred Riddle, huấn luyện viên Callisto hay là huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Miura vẫn là cái tên đầy tranh cãi và tạo ra hai phân cực yêu ghét rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Sự có mặt của huấn luyện viên Miura là kết quả của mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản. Huấn luyện viên Miura nắm giữ ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Hai năm sau thì đến lượt huấn luyện viên đến từ xứ sở mặt trời mọc khác, đó là huấn luyện viên Takashi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Sự có mặt của huấn luyện viên Miura khiến ông giống như là người được giới thiệu hơn là người được chọn. Trong một cuộc khảo sát được một tờ báo uy tín thực hiện thì chỉ có khoảng 30% khán giả tin rằng là huấn luyện viên Miura sẽ thành công. Ngoài việc lý lịch kém hấp dẫn và không phải là ưu tiên số 1, yếu tố khiến cho ông Miura ít được tin tưởng phần lớn nằm ở bối cảnh bóng đá Việt Nam khi ấy. Thất bại của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc với việc bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2012 và SEA Games 2013 khiến cho người hâm mộ chán nản. Nếu như nỗi đau AFF Cup cho thấy hiện tại là u ám thì cú sốc ở SEA Games đã vẽ lên tương lai mù mịt cho bóng đá Việt Nam. Tiếp quản một tập thể chạm đáy như vậy, nhưng gần một năm sau thì huấn luyện viên Miura đã đưa tuyển Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup. Công Vinh cùng với các đồng đội chơi ở giải đấu gần như hoàn hảo khi mà bất bại ở vòng bảng và thắng Malaysia ở trận lượt đi. Dù thua 2-4 ở trận lượt về với những sai lầm khó hiểu, nhưng màn trình diễn của tuyển Việt Nam vẫn tốt hơn nhiều so với trước đó. SEA Games 2015, huấn luyện viên Miura giúp cho U23 Việt Nam vào bán kết. Dẫu một lần nữa sai lầm cá nhân với pha chạm tay ngớ ngẩn của Ngọc Thắng hay là một loạt cơ hội bị hàng công bỏ lỡ đã khiến cho đội bị thua 1-2 trước Myanmar, nhưng màn hủy diệt U23 Indonesia ở trận tranh hạng 3 cũng giúp cho huấn luyện viên Miura có được tấm huy chương đầu tiên ở Việt Nam. Xen kẽ hai thành tích nổi trội nói trên chính là chiến thắng gây sốc với tỷ số 4-1 ở ASEAN trước Olympic Iran, đội bóng đã từng 4 lần vô địch châu lục. Với những Hồng Quân, Phi Sơn, Huy Hùng, Huy Toàn hay là Hoàng Thịnh ở trong tay, huấn luyện viên Miura đã xua quân tấn công nghẹt thở khiến cho đội trẻ của một trong những nền bóng đá hùng mạnh nhất châu Á phải hoảng sợ. Huấn luyện viên Miura cũng giúp cho U23 Việt Nam lần đầu dự vòng chung kết châu Á. Xét về thành tích thì ông Miura cũng đã thành công giúp cho bóng đá Việt Nam có giai đoạn chuyển giao suôn sẻ giữa đêm tối và bình minh. Chớ trêu với huấn luyện viên Miura khi ông đến Việt Nam đúng ở thời điểm đa số người hâm mộ quay lưng với đội tuyển quốc gia, đồng thời U19 Việt Nam lại nở rộ như là hoa trái mùa. Khán giả trở lại sân bóng nhưng là để xem lứa công phượng Xuân Trường biểu diễn. Trận ra mắt của Miura vào năm 2013 chỉ chứng kiến một nửa sân Thống Nhất là có khán giả ngồi. Tất nhiên, vấn đề của huấn luyện viên Miura không phải là ít được quan tâm. Các đội tuyển Việt Nam từ trẻ cho đến lớn thường chỉ đá hay khi mà không được đoái hoài. Thành công vang dội của Olympic Việt Nam chính là một minh chứng. Các cầu thủ đã chạm đến sự tự ái khi mà lứa đàn em đã chiếm sức hút và đá cho Iran một trận ra trò. Nỗi đau của huấn luyện viên Miura là tư tưởng có phần cực đoan của giới mộ điệu. Màn trình diễn của lứa U19 khiến cho khán giả tin rằng lối đá ngắn, nhỏ và nhuần nhuyễn mới chính là chân ái của các cầu thủ Việt Nam. Điều đó có thể đúng với bóng đá trẻ khi mà các cầu thủ còn ngây ngô, ý thức chiến thuật và sự danh mãnh là chưa cao. Điều đó cũng đúng với U19 Việt Nam, với đại đa số các cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có tới 12 năm ăn tập cùng nhau ở trên đỉnh Hàm Rồng và nhắm mắt thì cũng tìm thấy nhau ở trên sân. Song đội tuyển quốc gia, nơi mà các tuyển thủ cả năm trời mới gặp nhau vài lần, hiển nhiên là không thể chơi theo khuôn mẫu ấy. Huấn luyện viên Miura muốn cầu thủ ưu tiên phòng ngự và đá bóng dài, tạt bổng và sử dụng những đường chuyền vượt tuyến theo chiều dọc. Cách chơi này kém hấp dẫn khiến cho các đội bóng của ông Miura dần đóng vai trò phản diện. Sức ép từ bầu Đức và người hâm mộ đã khiến cho hợp đồng của ông Miura không được gia hạn sau vòng chung kết U23 châu Á 2016.
giải đấu mà U23 Việt Nam đã nằm ở bảng khó với U23 Jordan, U23 UAE và U23 Australia. Thực tế, U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho thấy chính lối đá rình rập phản công nhanh thì mới giúp cho bóng đá Việt Nam thăng hoa. Cả hai tập thể này chỉ được ghi nhận khi bóng đá đẹp có lẽ không còn chỗ đứng với thất bại của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League, U19 Việt Nam ở giải châu Á 2015 hay là U22 Việt Nam ở SEA Games 2017. Tư tưởng của người hâm mộ khi ấy mới thoải mái hơn, sẵn sàng tiếp nhận mọi trường phái miễn là mang lại hiệu quả. Bởi đúng như huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng nói là cổ động viên Việt Nam thích bóng đá nhưng phải là thứ bóng đá chiến thắng. Ba bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới của U23 Iraq, cú vô lê của Anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng trước Jordan ở Asian Cup 2019 có điểm chung gì? Chúng đều giúp cho bóng đá Việt Nam gặt hái được kỳ tích và đều được thực hiện từ những tình huống bóng bổng hoặc là căng ngang từ biên. Bóng đá Việt Nam có thể thành công nhờ bóng bổng và chinh phục vinh quang nhờ những cầu thủ cao to lực lưỡng, những điều mà huấn luyện viên Miura từng bị chối bỏ. Người ta có thể thích thú khi mà U22 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã 12 lần tìm thấy mảnh lưới của đối thủ ở SEA Games 30 nhờ những pha bóng bổng, nhưng lại oán giận ông Miura vì để đội tuyển tạt bóng quá nhiều. Nhưng hãy bỏ qua tất cả bất công hay là rào cản về tư duy bóng đá, huấn luyện viên Miura đã để lại bài học lớn cho bóng đá Việt Nam về thể lực. Ông không phải là người đầu tiên cũng không phải là người duy nhất nhận thức được tầm quan trọng của thể lực. Song ông Miura chính là người đã làm quyết liệt nhất để thay đổi hệ tư tưởng của những cầu thủ quen với lối mòn ở câu lạc bộ. Những bài tập rất nặng của huấn luyện viên Miura trong 2 năm không chỉ đổi lấy màn pressing kinh hoàng trước Iran hay là trận hòa trên cơ với Iraq ở vòng loại World Cup, mà nó còn kiến tạo nền tảng cho con đường khai phóng thể lực của các lứa cầu thủ sau này, để hiểu rằng là không có lối chơi nào hiệu quả nếu như cầu thủ không còn có sức chạy. Và cũng do dành phần lớn thời lượng của buổi tập để nhồi thể lực từ đầu cho các cầu thủ, cho nên huấn luyện viên Miura cũng không có thời gian để xây dựng lối đá. Ông buộc phải sử dụng cách chơi trực diện, mang lại thành quả ngắn hạn để đảm bảo những điều khoản đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sự cực đoan và thiếu linh hoạt trong các điều chỉnh nhân sự cũng chính là điểm yếu của huấn luyện viên Nhật Bản. Mặt trái của lựa chọn này là nhiều trò cưng của huấn luyện viên Miura sau đó đã không đạt được bước tiến ở trong sự nghiệp như là Hữu Dũng, Tiến Thành, Ngọc Thắng hay là Thanh Hiền. Trở lại với Việt Nam vào năm 2018, Miura cũng không giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của trò cũ Công Vinh đứng ở nửa trên bảng xếp hạng V-League, bỏ qua thời cơ khẳng định lại giá trị. Dù vậy, có được và mất, có sự nỗ lực và khiếm khuyết, có thành tích và thất bại, nhưng trên tất cả thì ông Miura vẫn là một huấn luyện viên tử tế như là lời nhận xét của học trò và tận tâm với công việc. Bước tiến của cựu huấn luyện viên Consadole Sapporo dù mới ở mức lưng chừng nhưng với giai đoạn chuyển giao hỗn mang của bóng đá Việt Nam thì đó cũng là quả ngọt đáng ghi nhận, giúp cho ông trở thành một trong những chuyên gia ngoại thành công nhất mà bóng đá Việt Nam từng sở hữu. Sau quãng thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam, cũng rất nhiều chuyên gia trong nghề đã đánh giá ông Miura rằng huấn luyện viên Miura có sự bài bản, làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Thực tế là ông giúp cho bóng đá Việt Nam có những trận đấu để đời. Không thể nào không giỏi mà lại có thể làm như thế được. Ông có khả năng, biết cách thúc đẩy cầu thủ Việt Nam sống và sinh hoạt chuyên nghiệp hơn, chú trọng về thể chất. Nhưng dường như huấn luyện viên Miura chưa hợp với thực tế ở Việt Nam, mà không chỉ với bóng đá của mình, ông cũng hơi lạc hậu so với dòng chảy của thế giới. Huấn luyện viên Miura muốn tạo phong cách riêng, song lại thiếu sự gần gũi. Bóng đá Việt Nam không giống ai, chưa có sự chuẩn mực, cho nên huấn luyện viên cần phải lanh lẹ và thích nghi tốt. Ông Miura thiếu điều đó. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.